Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phong theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Khi hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên về sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người hỏi người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Nhưng người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thì liền hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch của mẹ Maria, hay còn gọi là Trái Tim Vô Nhiễm của mẹ. Chúng ta thấy cả hai ngày lễ đều nói đến trái tim là biểu tượng của tình yêu. Nếu như được so sánh, người ta sẽ so sánh rằng Thánh Tâm của Chúa Giêsu là biểu tượng tình yêu vô hạn của Thiên Chúa đối với loài người qua Chúa Giêsu Kitô. Thì trái tim vẹn sạch của mẹ Maria cũng vậy. Một tình kính mến Thiên Chúa hết lòng được thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ. Và một tình yêu hiền mẫu của mẹ Maria đối với toàn thể nhân loại. Cho nên chúng ta có thể nói cách khác, nơi trái tim của mẹ Maria được thể hiện tình Chúa và tình người. Thật vậy thưa ông bà, anh chị em, mẹ Maria đã kính mến và tin tưởng Thiên Chúa
để đưa tiếng xin vâng đón nhận con Chúa làm người. Để rồi mẹ Maria cưu mang con Chúa trong cung lòng của mình, mẹ nuôi nấng, mẹ dưỡng dục, rồi mẹ đồng hành với Chúa Giêsu con của mẹ trên khắp nẻo đường loan báo tin mừng. Và thời khắc trọng đại nhất, quan trọng nhất, mẹ đã đứng dưới chân thập giá để cùng đón nhận cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại. Đâu có sự đau khổ nào cho bằng sự đau khổ của người mẹ khi phải đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy con mình bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đòn, rồi cuối cùng bị giết chết trên thập giá một cách đau đớn. Hiểu được vai trò và tình yêu của mẹ, giáo hội đã xem mẹ dĩ nhiên là không phải ngang bằng, nhưng mẹ đã đồng hành, đồng công, đồng lòng góp sức của mình vào trong công việc cứu chuộc nhân loại. Cho nên giáo hội xem mẹ như là đấng đồng công cứu chuộc. Cũng vậy, dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao gửi Thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Và cũng từ giờ phút đó, Chúa Giêsu cũng trao gửi toàn thể nhân loại cho trái tim vẹn sạch của mẹ. Bởi đó trong trái tim từ mẫu của mẹ, mỗi người chúng ta đều được mẹ dành cho một cái tình mẫu tử trọn vẹn. Cho dù chúng ta là những người thánh thiện hay là những tội nhân, là những người khỏe mạnh hay đau yếu bệnh tật, hay dù gì đi chăng nữa, thì mẹ cũng đón nhận mọi người chúng ta một cách trọn vẹn, một người con của mẹ như năm xưa mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu làm con của mẹ. Để rồi mẹ cũng cưu mang, mẹ cũng đồng hành, mẹ cũng nâng đỡ chúng ta trên mọi bước đường tiến về nhà Cha trên trời. Và điều này ông bà anh chị em chúng ta thấy đó, mẹ đã thực hiện trong suốt dòng lịch sử của giáo hội, từ thời các tông đồ cho đến hôm nay và cho mãi đến muôn đời. Cho nên thưa ông bà anh chị em, là những người con cái của mẹ, trước tiên chúng ta hãy luôn chạy đến với mẹ để được mẹ cưu mang, mẹ an ủi, mẹ đồng hành với chúng ta. Và bổn phận của những người con ngoan, chúng ta hãy luôn ghi nhớ và thực thi những lời mà mẹ đã ân cần nhắn nhủ chúng ta. Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi, và hãy tôn sùng thánh tâm của mẹ. Thứ đến, chúng ta hãy noi gương mẹ để luôn ghi nhớ những lời Chúa dạy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Sau cùng, chúng ta hãy noi gương mẹ để chúng ta sống có tâm, nghĩa là chúng ta biết kính mến Thiên Chúa
và yêu thương anh chị em đồng loại, nhất là trong hoàn cảnh đại dịch ngày hôm nay. Amen.